Không muốn đi ăn tại con ướt kìa. Để lâu chảy thôi. Này là cái gift của hãng là 5 year anniversary. À, trong đây gồm có một cái powder ở hãng nè. Đó. 5 year Tesla anniversary. Đó, 5 year Tesla anniversary here. Đó. Đó trong hãng. Đây là một cái áo nữa. Đó. Một cái áo. Đó, 5 year. Oh. 5 year thích là sorry. Rồi một cái gift này nữa. Cái gift này là nguyên cái hộp này. Hôm nay có cái gì đây? Logo. Logo Tesla. Oh, 5 years. Có tên mình ở trên đây luôn, Trần Đặng luôn. Đây. Cái này bằng nhôm nha. Nếu mà cái này bằng bạc là ngon à. Cái này 5 years. Tới 5 năm, 10 năm, 15 năm gì đó. À, một cái hộp sách là. Đây. Cái áo. Áo 5 years, thử cái áo này coi. Như rồi không? Wow. Đẹp không? Rồi, đây là cái congratulations on your 5 year Tesla anniversary. Yeah. Okay, thank you Tesla. Give me the gift. Yeah. Thank you. Này để bỏ vô tủ.